Xin chào các bạn. Mùa Vu Lan lại đến thì có rất nhiều bạn phát tâm chép kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cha mẹ, tổ tiên, hồi hướng cho chúng sinh. Đây là một việc rất tốt đẹp. Mình thì cũng có 4 năm liên tiếp là chép kinh để hồi hướng cho cha mẹ cửu huyền. Nhưng mà mình có một cái khác, đó là mình chép kinh và còn kết hợp với vẽ tranh nữa, vẽ tranh trang trí như thế này chẳng hạn. Thì mình nhận thấy đây là một cái cách nó rất là hay để làm cho quyển kinh thêm phần trang nghiêm đẹp đẽ, tăng thêm phần công đức. Vì ở trong đây mình đặt rất nhiều tâm huyết để vẽ và chép trang trí như vậy. Mình cũng xin chia sẻ một số cảm nhận và kinh nghiệm như thế này. Đầu tiên là bút để chép kinh và vẽ thì mình nên dùng cho mục đích để chép và vẽ kinh, chứ không có dùng cho các mục đích khác. Thế cả điều đó các bạn nên lưu ý. Tiếp theo, trước khi mà chép kinh thì mình thường vẽ trước rồi chép kinh sau. Và mình sẽ ước lượng cái khoảng không gian, khoảng trống cần thiết đủ cho hình vẽ đó. Mình ước lượng trước là mình sẽ vẽ cái gì, vẽ hình Phật Bồ Tát hay vẽ hình hoa lá chim muông. Thì mình sẽ ước lượng là mình muốn vẽ ở góc trên hay góc dưới, bên trái, bên phải hay ở giữa. Thì mình chừa ra cái khoảng trống cần thiết cho hình vẽ đó. Và vẽ xong xuôi rồi thì sau đó thì mình mới chép kinh. Vì sao? Vẽ trước chép sau thì nó sẽ đảm bảo cái sự cân đối, hài hòa và tính thẩm mỹ cho toàn bộ một trang kinh đó. Còn nếu như các bạn chép kinh trước và các bạn chừa lại một khoảng trống nào đây để vẽ sau thì nó sẽ rất bị động. Nhiều khi cái hình vẽ của mình nó lớn quá hoặc thế nào đó, nó không đủ không gian, bị co kéo, nhìn rất là không thẩm mỹ. Đó. Thì mỗi một phẩm kinh thì mình sẽ có trung bình từ 2 cho đến 5 hình vẽ. Hoặc các bạn có thể trang nào các bạn vẽ cũng được. Đấy là tùy theo sự bố trí sắp xếp và cảm hứng của mỗi bạn. Thì chủ đề đa dạng lắm. Mình có thể là hình Phật Bồ Tát Chibi này, hình các ngài hộ pháp Chibi, hình hoa lá, chim muông, hoa quả, cây cối, lá bồ đề, bánh xe pháp, vân vân, các biểu tượng giác ngộ và các hình nhẹ nhàng, đẹp đẽ, dễ thương mà các bạn cảm thấy nó phù hợp. Cảnh biển này cho vào trong trang kinh như vậy. Thì các bạn có thể dùng bút chì màu, bút bi hoặc là bút sáp màu để tô vẽ các hình trang trí, miễn sao là vẽ cho gọn gàng, tô màu cho gọn, không để bị lem nhem. Nó sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ và đẹp mắt. Vậy. Thì tất cả nó đều là công phu khi mà các bạn đặt tâm và sự chỉn chu, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng nét vẽ, trong từng chữ chép kinh. Thì ngoài công đức chép kinh còn có cả công đức vẽ tranh và công phu đặt tâm trong đó nữa. Thì sự hồi hướng công đức nó sẽ thêm phần viên mãn. Và có một cách rất là hay để có thể nhân rộng công đức phước báo lên vô cùng tận. Đó là bạn có thể chia sẻ, khuyến tấn hoặc là hướng dẫn bạn bè, người thân của mình để nhiều người hơn nữa biết đến cái cách chép kinh và vẽ trang trí độc đáo này. Vì sao? Vì nhiều người đồng lòng thực hiện ấy, thì nó sẽ tạo nên một sự cộng hưởng công đức cực lớn. Thì phước báo công đức đó không thể nghĩ bàn. Mình đem công đức đó, công đức tự mình chép kinh, vẽ tranh và công đức khuyến tấn người khác cũng đồng chép kinh, vẽ tranh đó, mình hồi hướng cho cha mẹ cửu huyền của mình, thì sẽ nhận được vô vàn lợi ích. Rồi, đó là cách mình thực hiện và cũng khuyến tấn mọi người. Chúc các bạn một mùa Vu Lan yên bình và ý nghĩa. Dạ. Om ha ha ha, Un sam mo di so ha.